Chào các anh chị đã quay trở lại kênh Sài Gòn House. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một căn nhà, căn góc chưa tới 1 tỷ. Bây giờ mình sẽ quay cái căn nhà, căn góc này nha. Căn góc này gần chợ Hưng Long, cách chợ Hưng Long 1 cây số. Có diện tích là 4 x 10, 1 trệt 1 lầu, 2 phòng ngủ. Nhà mới xây dựng và chuẩn bị hoàn thành nội thất. Đây là phía trước căn nhà, cái đường đi vô. Xe hơi có thể đậu tới nhà luôn. Khu vực xung quanh dân cư đã rất là đông. Cách chợ Hưng Long khoảng 1 cây số, gần Ủy ban nhân dân xã Hưng Long, trạm y tế Hưng Long, trường tiểu học, trường cấp 2 Hưng Long, Bình Chánh. Đây, chỗ này có thể đậu được xe hơi thoải mái luôn. Đây là căn góc. Căn nhà này có giá là dưới 800 triệu. Một dãy nhà gồm có 5 căn. Nếu anh chị nào mua sớm thì mình sẽ mua được căn góc ở ngoài. Đây là phòng khách của căn nhà. Nhà mới xây dựng xong, chuẩn bị hoàn thành nội thất. Bên ngoài được sơn phủ một lớp màu xanh rất đẹp. Nhà cách chợ Hưng Long khoảng 1 cây số, đi đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 1A, đoạn Nguyễn Tuấn vô Hưng Lộ 11. Căn nhà này có một nhà vệ sinh ở bên dưới. Bếp sẽ được trang bị tủ trên và tủ dưới màu trắng suốt. Đèn điện LED âm tường. Đây là nhà vệ sinh. Cầu thang được lát bằng đá hoa cương màu đen. Chỗ này sẽ để một cái máy giặt có sẵn ống chờ. Bây giờ mình sẽ đi lên trên. Nhà nhìn ra ngoài đường rất là thoáng. Cửa làm bằng kính cường lực, cách âm với bên ngoài. Tay vịn cầu thang làm bằng sắt. Đây là phòng ngủ thứ nhất của căn nhà, có cửa sổ lùa nhìn ra bên ngoài. Cầu thang nhìn từ trên xuống. Đây là cửa sổ, mình có thể view ra bên ngoài, rất đẹp. Vì là căn góc nên là tầm nhìn rất tốt. Đường trước nhà rất rộng, xe hơi có thể đi tới. Căn nhà này có giá dưới 800 triệu, đầy đủ sổ hồng riêng, công chứng được ngay luôn. Cách chợ Hưng Long khoảng 1 cây số. Hẻm xe hơi tới nhà. Đây là phòng ngủ chính của căn nhà. Có cửa ra ban công và cửa sổ. Nhà được trang bị rèm cửa, cửa kính, tủ trên, tủ dưới, kệ tivi. Đèn LED âm tường. Đây là cửa sổ của căn phòng chính, nhìn ra ngoài. Tiện ích xung quanh đầy đủ, lát mình sẽ quay tiện ích xung quanh của căn nhà này. Cách căn nhà khoảng 1 cây số, có đầy đủ chợ, trường và trạm y tế, cũng như các tiện ích khác.
Đây là cửa đi ra ngoài ban công. Ngoài ra mình còn bán căn nhà khác ở trong mô tả, các anh chị hãy nhấn vào đường link mô tả bên dưới. Mình sẽ tìm kiếm những căn nhà khác lớn hơn phù hợp với nhu cầu của mình. Nếu các anh chị thấy kênh hữu ích thì hãy ấn đăng ký kênh để mình theo dõi những video mới nhất về nhà ở Sài Gòn. Các anh chị có nhu cầu thì hãy xin liên hệ với số điện thoại ở trên màn hình, cũng như để lại comment bên dưới. Và nhớ đăng ký kênh để mình có thể theo dõi những video sắp tới. Và đây là chợ Hưng Long, cách căn nhà khoảng 1 cây số, dân cư rất đông đúc. Mọi thứ mình có thể mua được ở chợ Hưng Long, một chợ rất là đông dân cư, cũng như là tất cả các tiện ích đều có ở đây. Tiếp là Thế Giới Di Động, khu công nghiệp Hải Sơn, ngay chợ Hưng Long, cách nhà khoảng 1 cây. Và đây là Thế Giới Di Động. Tiếp theo là Bách Hóa Xanh, cũng ở gần chợ Hưng Long luôn. Tiếp theo là Điện Máy Xanh, cũng gần đây, cách nhà khoảng 1 cây số. FPT. Trường cấp 1, cấp 2 Hưng Long, cách nhà 500m. Đây là Ủy ban Nhân dân xã Hưng Long, cũng cách nhà khoảng 500m. Xe buýt công cộng số 9 đi ra bến xe miền Tây. Và đây là trạm y tế Hưng Long, cũng rất là gần nhà. Nếu các anh chị có nhu cầu về căn nhà, xin hãy liên hệ số điện thoại trên màn hình. Và nhớ đăng ký kênh để mình có thể theo dõi những video mới nhất, cũng như ủng hộ kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.